Chào mừng các bạn đến với kênh Phương TV. Và hôm nay mình và Bé Khánh Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi rất thú vị và sảng khoái trong mùa hè nóng bức như thế này. Đó chính là trò gì các bạn biết không? Đó chính là trò bóng bay nước. Và chúng ta cùng chơi nào để trò chơi thú vị hơn. Mình, các bạn cùng mình và Bé Khánh Linh sẽ hát bài Pinker Family nhé. Chúng ta cùng chơi thôi. Blue color, red color, red color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Here, here, here. Chạy vào sợ. Không được ngoảnh mà đi, nhưng vẫn này nhìn thẳng như không ngoảnh mà đi rồi. Rồi. Kết thúc đi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo nhé. Và nếu các bạn yêu thích video của mình, hãy đừng quên bấm like và chia sẻ để cho tất cả mọi người cùng biết. Và nếu và các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, để theo dõi những video tiếp theo và không bỏ lỡ video nào nhé. Tạm biệt các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.